cổ vũ nồng nhiệt cho thí sinh mang số báo danh 12 tham dự phần thi chào hỏi thí sinh Đinh Thị Hương Giang đến từ thôn Cổ Rùa, xã Phú Mã. Tôi tên là Đinh Thị Hương Giang, năm nay 24 tuổi, hiện đang là học viên của trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Phú Mã, là một trong hai xã miền núi của huyện Quốc Oai, cách trung tâm huyện khoảng 20 km về phía tây. Phú Mã là một xã thuần nông với tổng diện tích tự nhiên hơn 900.000 ha, với 604 hộ, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Là một người con dân tộc Mường, tôi luôn tự hào về những truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Có dịp về thăm với bạn Mường quê tôi, bạn sẽ được nhìn ngắm những ngôi nhà sàn dựng lưng vào đồi núi mà thường ra những cánh đồng xanh bát ngát, sẽ được hòa mình vào những vũ điệu cồng chiêng dân gian cùng các chàng trai cô gái bản Mường. Hơn thế nữa, bạn cũng sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã thấm đượm bản sắc dân tộc. Có thể nói, nét đặc sắc của đồng bào Mường được thể hiện rõ trên những bộ trang phục với đặc trưng riêng, thể hiện sự tỉ mỉ, tinh tế và bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Người đàn ông thường mặc áo cánh xẻ ngực, cổ tròn, kết hợp với quần ống rộng và dùng thắt thắt giữa bụng. Người phụ nữ mặc áo cánh ngắn xẻ ngực, cổ tròn, bên trong mặc với áo yếm, kết hợp với loại váy kín màu đen. Trên đầu thường đội khăn trắng hoặc xanh với phong cách không cầu kỳ nhưng lại không kém phần dịu dàng và duyên dáng. Đến thăm với bạn Mường quê tôi, bạn cũng sẽ được tìm hiểu về một kho tàng văn nghệ dân gian vô cùng phong phú, mà đặc biệt nhất phải kể đến cồng chiêng, một loại nhạc cụ, một nét đặc sắc của đồng bào Mường. Đối với người Mường, cồng chiêng không chỉ là một loại nhạc khí dân tộc mà còn là một thanh âm quan trọng nhất, linh thiêng nhất trong sinh hoạt văn hóa. Tiếng cồng chiêng vùng biên mang cái hồn linh thiêng của rừng núi, là thanh âm kết nối con người với thế giới siêu nhiên. Một bộ cồng chiêng thường có 12 chiếc, được cho rằng đó là biểu thị 12 tháng trong năm, giao hòa cả 4 mùa xuân hạ thu đông. Chính những thanh âm khi trầm bổng sâu lắng, đi hào hùng quyến rũ thì lại mặn mà đằm thắm ấy, đã tạo nên một nét độc đáo riêng mà chỉ có văn hóa cồng chiêng Mường mới có được. Và đến với hội thi nét đẹp bản Mường ngày hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào khi được giới thiệu với bạn bè gần xa về những vẻ đẹp của quê hương Phú Mã thân yêu, về những nét độc đáo đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. Và lời cuối cùng, cho phép tôi xin một lần nữa được gửi tới các vị đại biểu khách quý, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi hôm nay hay